Nhà sạch bóng mũi với 4 mẹo bẫy mũi độc nhất vô nhị không dùng hóa chất. Nếu trong nhà của bạn phát hiện ra chỗ trú ngụ của mũi, hãy sử dụng một trong những cách sau đây để bẫy chúng nhé. Nếu bạn không muốn sử dụng hóa chất diệt mũi vừa gây mùi khó chịu, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, thì có thể dùng vài mẹo để bẫy mũi và ngăn chúng đẻ trứng xung quanh nhà bạn. Cách 1. Sử dụng chai lọ nhựa. Chai lọ nhựa đem rửa sạch, cho từ 3 đến 5ml bia hơi hoặc nước đường, rồi để vào nơi có nhiều mũi, mũi sẽ tự động đến nếm nước đường và sa vào bẫy. Cách 2. Kết hợp nước đường và nước xà phòng. Hòa nước đường trong một chiếc chậu rồi lắc cho đường bám lên thành chậu, hòa nước xà phòng đổ vào trong lòng chậu. Mũi sẽ đến bám vào nước đường và tự động sa bẫy, rơi xuống nước xà phòng. Cách 3. Dùng keo bẫy mũi. Khi mũi nấm đã trưởng thành, cách nhanh nhất để loại bỏ chúng là sử dụng cách này. Bạn mua keo bẫy mũi để vào nơi có nhiều mũi, mũi bay qua sẽ bị dính vào keo. Cách 4. Dùng máy hút bụi. Bật máy hút bụi ở tốc độ cao nhất, lia máy vào chỗ có nhiều mũi, máy hút bụi sẽ cuốn sạch mũi vào bên trong. Mẹo 2 để xử lý khi mũi cắn rất hiệu quả. Dùng muối ăn. Lấy một ít muối ăn cỡ hạt ngô rồi thoa đều lên vết cắn sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ ngứa và vết cắn không bị sưng tấy. Một cách khác là pha với nước sạch, tạo một dung dịch sền sệt rồi bôi lên chỗ ngứa cũng được. Dùng chanh. Chanh có chứa axit nên chống nhiễm khuẩn và làm giảm ngứa rất nhanh. Dùng bông thấm một ít nước cốt chanh và bôi nhẹ lên vùng da bị mũi cắn. Tuy nhiên, chanh có thể gây ra vài kích ứng trên da khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nên bạn chỉ nên áp dụng cách này ở trong nhà thôi nhé. Bôi kem đánh răng. Bôi kem đánh răng bạc hà cho vùng da bị mũi đốt cho trẻ và đợi đến khi kem đánh răng tự khô, rất hiệu quả trong điều trị mũi cắn. Đá lạnh. Công dụng làm tê một số dây thần kinh quanh vùng da mũi cắn nên bạn sẽ không thấy đau nhức và ngứa nữa. Bôi dầu gió. Đa số mọi người đều bôi khi mũi cắn và có hiệu quả tức thì. Với trẻ nhỏ, các mẹ ưng dùng dầu khuyên diệp. Nước bọt. Có thể nói đây là cách trị mũi cắn dân dã nhất mà gia đình nào cũng đã từng áp dụng dù không thực sự hiểu vì sao. Đơn giản vì nước bọt của chúng ta có tính kiềm nên giúp trung hòa gây chất ngứa hiệu quả.